Dạ, cửa hàng nuôi cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em tiếp tục mới về được một con cưa xích hút mana các bác nhé. Hàng siêu phẩm đẹp như hoa hậu luôn các bác. Đó, một con hút mana 236 này. Dòng chuẩn Thụy Điển các bác nhé. Máy móc ri nguyên bản, hàng tuyển lựa, máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác, như thiếu thùng luôn các bác nhá. Đó, một con cưa xích hút mana 236, máy móc cực kỳ đẹp. Đó, hàng tuyển lâu lâu mới có được một cây thôi. Thật sự mà kiếm được những dòng lựa như thế này thì đến thợ chúng em đây thì kiếm đôi khi còn rất là khó các bác nhá. Rất là lâu lắm thì mới có thể được một cây đẹp như thế này được các bác. Đó, hôm nay thì em đã lên cho các bác luôn một cây lam xịn luôn các bác nhá. Một cây lam Latin xịn luôn này. Đó, xích thì vẫn là xích green của nó các bác nhá. Còn cây lam thì cây lam cũ theo máy của con này thì nó đã bị hỏng rồi, nên là em lên cho các bác luôn một cây lam xịn luôn này. Một cây lam Latin luôn. Đó. Còn máy móc thì cực kỳ đẹp rồi. Cái này là phần này là nó hơi bị nhớt nhá. Em mới nổ thử để test máy nên là nó hơi bị nhớt. Cái này thì lau qua nó sẽ sạch bóng luôn các bác nhá. Đó, lau qua sạch leng keng luôn. Một con máy cực kỳ đẹp. Đó, đây. Cửa xích hút mana này. Hàng chuồn Thụy Điển các bác nhá. Sản xuất năm 2014. Đó, mã số của nó đây các bác. Đó. Máy có núm bơm xăng phụ các bác, đầy đủ các bác nhá. Đó, cho các bác nhìn qua. Đó, cực kỳ đẹp. Con này công suất của nó là 38,2cc. Đó, rất phù hợp về cho các bác nào khai thác nhẹ nhàng cũng như là cắt gia đình. Mà lựa chọn những dòng mẫu hệ như thế này thì quá là hợp lý rồi các bác nhé. Đó, con này thì hiện tại thì em sẽ báo giá luôn. Con này thì em bán với giá là 4.900.000. Giá đã bao gồm phí ship, miễn phí ship tận nhà các bác nhé. Đó, giá 4.900.000. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua là số điện thoại 0354392929 hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Đó, em cũng xài Zalo số đó luôn. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Các bác nào chốt thì có thể liên hệ trực tiếp qua em. Con này thật sự là ai có duyên thì mới gặp được thôi. Lâu cực kỳ lâu thì mới có thể lựa được những con như thế này, rất là hiếm hàng. Hãng cửa hút mana thì trên thị trường giờ rất là hiếm rồi, mà được kiếm được những dòng đẹp như thế này thì càng hiếm hơn nữa. Đó, nên là các bác nào đang cần máy hệ mà như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp qua em luôn các bác nhé. Đó, con này thì có tăng chích xỉnh nhanh nhanh ở đây luôn này. Đó, xài ốc làm thì vặn như thế này thôi, cái này thì cực kỳ bền rồi, không phải lan tan gì cả. Còn linh kiện con này thì quá là ok, đảm bảo cho các bác nhé. Máy móc đẹp như thế này, linh kiện không có gì mà bảo phải thay thế cả. Linh kiện đảm bảo cho các bác là rin nguyên bản 100% luôn. Máy móc em đã dọn đồ cũng như là căn chỉnh ngon lành rồi, về các bác chỉ vừa xài và sử dụng thôi các bác nhé. Đó, 4.900.000 quá rẻ. Đó. Thì bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua xem là tiếng máy của nó như thế nào các bác nhé. Máy móc thì nổ cũng như là căn chỉnh ngon lành đấy các bác nhé. Máy móc thì nổ êm ru luôn, linh kiện chưa hề có cọc cạch gì cả. Đó, em đảm bảo cho các bác là con này là hàng chuẩn, hàng Thụy Điển các bác nhé, không phải là hàng Trung Quốc. Nên là nhiều các bác thì bây giờ đang lăn tăn là trên thị trường, bây giờ đang hàng Trung Quốc trôi nổi trên thị trường rất là nhiều. Nhưng mà bên em thì làm ăn uy tín. Đó, máy móc thì bên em là chuyển, là chuẩn, là hàng bãi,
không có pha tạp hay là bất kỳ linh kiện gì Trung Quốc hay là máy Trung Quốc cả. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Đó. Đảm bảo cho các bác rin nguyên bản 100% luôn, máy chuẩn chính hãng. Đó. Nếu mà các bác nào bỏ nhìn thấy máy Trung Quốc hoặc là có thấy chi tiết nào của Trung Quốc thì em đền bù cho các bác nguyên cây máy mới các bác nhé. Đó, nên đảm bảo cho các bác. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể liên hệ trực tiếp của em. Rồi em chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau.